Chào các bạn. Trong video này cũng có thể coi là video cuối cùng trong series listening. Có thể là các bạn bảo ôi sao listening cô hướng dẫn ít vậy, writing thì cô hướng dẫn nhiều ơi là nhiều cô mà. Bởi vì listening ấy thì bao nhiêu mẹo, bao nhiêu tip cô có thì cô đã chia sẻ hết với các bạn rồi. Bây giờ phần còn lại chỉ có thể là các bạn luyện tập chăm chỉ để có thể ứng dụng hết tất cả những cái mẹo, những cái tips của cô thôi. Tuy nhiên thì trước khi sĩ tử của cô đi thi thì cô vẫn muốn nhắn nhủ một số điều hay còn gọi là những cái lưu ý rất quan trọng khi các bạn làm bài thi nghe. Điều đầu tiên, các bạn nên dành 1 phút để nhìn qua các câu hỏi cho mỗi phần trong bài thi nghe. Thông thường thì thí sinh sẽ được cho 30 giây để kiểm tra lại các câu hỏi của phần nghe trước và 30 giây để đọc câu hỏi của phần sau. Tuy nhiên thì bạn được khuyên là nên dành trọn vẹn 1 phút để đọc câu hỏi của phần sau. Bởi vì nếu mà bạn có 30 giây để kiểm tra câu hỏi phần trước thì bạn cũng chẳng làm được gì cả. Vì một khi bạn đã viết câu trả lời ra rồi ấy, thì cũng khó lòng mà thay đổi được. Bởi bạn cũng không có bằng để nghe lại lần thứ hai đúng không nào? Còn nếu bạn muốn dành thời gian dành 30 giây đấy để kiểm tra chính tả xem là mình viết hoa chưa, dấu phẩy, dấu chấm thì thực sự là không nên, bởi vì bạn sẽ có tận 10 phút cuối cùng để kiểm tra và chuyển câu trả lời sang cái phiếu trả lời cơ. Vì vậy, cô khuyên rằng chúng ta nên dành hẳn 1 phút để nhìn câu hỏi và dự đoán các câu trả lời. Thứ hai, các bạn rất nên cẩn thận với thứ tự câu hỏi. Ở một số dạng bài như dạng bài biểu đồ này, dạng bài bản đồ này, dạng bài bảng biểu này thì cái thứ tự câu hỏi ấy, nó không phải là từ trái qua phải so với cái bản đồ đấy hay là từ trên xuống dưới so với cái biểu đồ đấy, mà thứ tự câu hỏi nó nằm ở trên giấy của các bạn cơ. Vì vậy, điều quan trọng nhất là các bạn nên tập trung vào thứ tự câu hỏi ở trên giấy. Còn với bản đồ, biểu đồ thì đương nhiên rồi, các bạn phải xác định được rõ 4 cái phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc chẳng hạn để tránh là nhầm lẫn. Điều tiếp theo, các bạn nên nhìn hai câu hỏi cùng một lúc. Lý do vì sao các bạn nên nhìn hai câu hỏi? Bởi vì có một số thông tin băng đọc trong bài nó sẽ là một thông tin cung cấp cho cả hai câu hỏi của các bạn. Cũng có một số thông tin là khi mà băng vừa đọc hết cái thông tin của câu hỏi thứ nhất, các bạn vừa kịp đọc và điền thông tin câu hỏi thứ nhất xong, trong khi các bạn chưa kịp đọc câu hỏi thứ hai chẳng hạn, thì băng đã đọc thông tin của câu hỏi thứ hai rồi, vậy là bạn đã bị lỡ mất thông tin của câu hỏi thứ hai và không kịp điền. Như vậy thì rất là lãng phí. Còn có những trường hợp là khi mà bạn không đọc hai câu hỏi, bạn chỉ đọc một câu hỏi thôi và băng đọc qua mất câu hỏi đấy và bạn không nhận ra là bạn đã bỏ qua mất câu hỏi đấy rồi, nghĩa là bạn kiểu nghĩ là vẫn chưa đến câu hỏi đấy đâu ấy, bạn cứ ngồi chờ ấy, nhưng băng đã lỡ mất câu hỏi đấy rồi. Và nếu bạn không có cái câu hỏi thứ hai để bạn nhận ra là à, băng đã chạy đến câu hỏi thứ hai mất rồi, thì bạn có lẽ là cứ ngồi đấy chờ mất cả ngày mất. Như vậy thì cái phần bài nghe các bạn sẽ bị mất điểm rất là nặng. Tiếp theo đó là nếu bạn đã lỡ mất một câu hỏi và bạn nhận ra rằng bạn đã lỡ mất một câu hỏi rồi thì bạn cũng đừng buồn hay đừng sốc hay là đừng tiếc. Cái quan trọng nhất là lúc đấy mọi người rất hay tiếc là trời ơi mình sao không nghe được cái đấy nhỉ, sao cái đấy dễ thế mà mình lại qua mất nhỉ. Thì khi mà đã lỡ một câu hỏi thì lập tức cho ra khỏi đầu luôn và tập trung nghe cho những câu tiếp theo, chứ không để việc lỡ mất một câu hỏi và làm bạn phí mất 10 câu hỏi nghe sau đó nhé. Có một điều liên quan đến việc lỡ câu hỏi nữa là đôi khi khi mà chúng ta làm bài nghe, chúng ta biết là chúng ta lỡ câu hỏi rồi và chúng ta không biết là băng nó chạy đến đâu mất rồi. Thế thì lời khuyên của cô là lúc đấy các bạn cố gắng là nhìn dò dò theo những cái câu hỏi thông tin trong bài ấy và chạy xuống chờ một cái câu nhất định là băng nó phải đến đấy. Có thể là các bạn bỏ cách qua một câu hỏi đi đấy và chờ xuống câu hỏi thứ ba luôn, vì có thể là băng nó đã chạy qua đến câu hai mất rồi. Chứ chúng ta lúc đấy mà kiểu lần 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 theo băng mà không kịp đọc câu hỏi ấy, là khả năng cao các bạn sẽ mất toàn bộ cả cái phần nghe đấy luôn. Và phần cuối cùng đó là nếu mà các bạn có không nghe được câu trả lời một cách chính xác thì các bạn cũng nên điền bừa, bởi vì đơn giản là giám khảo cũng sẽ không trừ điểm nếu các bạn điền sai đâu. Vậy nên không được bỏ sót lại bất kỳ một câu hỏi nào cả, phải điền tất cả các câu hỏi để tăng cái khả năng ghi điểm của mình nhé. Cô cũng muốn nhắc đi nhắc lại một lần nữa là các bạn phải lưu ý những cái chữ cái là phải viết hoa với tên người này, với tên đường phố này, với một địa danh này. Đấy, nhớ là cứ đặt bút xuống là phải viết hoa. Có thể là khi các bạn viết ở cái tờ giấy thi ấy, các bạn không viết hoa đâu, nhưng khi chuyển sang tờ câu trả lời thì các bạn bắt buộc phải viết hoa nhé. Các bạn có quyền vẽ, viết rất nhiều thứ, thậm chí là gạch chân, thậm chí là viết nháp ra cái tờ giấy thi, nhưng bạn sẽ không được làm điều đấy trên tờ câu trả lời và các bạn chỉ được sử dụng bút chì trong phiếu câu trả lời mà thôi. Vậy là chúng ta đã đi qua được các dạng của bài thi nghe này, các cái tip phục vụ cho bài thi nghe này. Thì theo cô, bài listening là một trong những cái kỹ năng mà gọi là thụ động, bởi vì bạn sẽ không thể đoán trước được là người ta sẽ cho mình nghe cái gì. Trong khi đối với lại
reading và writing thì bạn sẽ nhìn thấy nguyên một cái đề rồi đúng không? Bạn nhìn thấy nguyên một cái đề và bạn có thể chuẩn bị tinh thần phân bố cho nó. Nhưng listening thì hoàn toàn ngược lại. Có thể là ở part 1 bạn đang rất là vui mừng, rất hào hứng vì mình làm đúng hết. Nhưng đến part 2 một cái nó cực kỳ khó và bạn bị sốc chẳng hạn. Cho nên cái kỹ năng listening là kỹ năng mà cô coi là một kỹ năng bị động. Nên là cái tinh thần của chúng ta càng phải luyện là một tinh thần thép. Các bạn hãy ở nhà chịu khó là luyện tập listening với những cái kỹ năng mà mình bị yếu, ví dụ như cái phần mà các bạn kém ở multiple choice question chẳng hạn, thì mình sẽ luyện tập kỹ hơn vào multiple choice question. Hay là mình bị kém ở phần là bản đồ thì mình cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn với phần bản đồ. Tuy nhiên, đến khi đi thi, nếu mà bạn có thấy một câu hỏi quá khó ở phần bản đồ thì bạn cũng đừng dừng lại quá lâu ở câu đấy để mà bị lỡ mất những cái câu về sau nhé. Cái phần luyện tập thì chỉ là ở nhà mà thôi. Cô cũng muốn gửi một lời chúc tới tất cả những bạn đang ôn luyện listening. Hy vọng rằng với những cái tip mà cô chia sẻ cộng với sự nỗ lực của các bạn thì các bạn sẽ đạt những cái band điểm cao trong listening nha. Bởi vì đơn giản giống như reading thì listening cũng là một cái kỹ năng rất dễ lên band điểm. Hãy tận dụng nó nhé. Bây giờ thì bye bye!